chim này mình giao cho anh Hải, anh Việt Kiều Mỹ nè. Anh Hải bắt 3 con rồi, cái này con thứ 4. Con này miệng mồm nó ớn quá. Mới sáng trời chuyển mưa rồi. Con này giá 12 triệu nha anh em. Con này cũng bổi nó về, nó làm thấy ghê lắm. Chim này nó rất là dễ chơi nè, chụp giờ dục nó lên là nó chơi luôn. Chim này nó chơi nhanh chứ không phải là nó dấp đâu nha anh em, chơi nhanh nhưng không có dấp, không có dính liền, không có dính lẹo nữa nha. Cũng nó chuẩn tiếng nào ra tiếng nấy chứ không phải nó kêu mà nó lẹo tiếng, mà nó cũng không có dấp nữa.
10 phút, 10 phút, mười mấy phút bình thường nha anh em. Thôi mình bắt anh, bắt mình gửi cho anh Hải ở về bến xe miền Tây, mình nhờ người anh giao giùm nha, anh Hoàng anh giao chim cho mình. Anh Hải bắt được này, con này nó con thứ tư nha anh. Ăn nữa, cảm ơn anh Hải rất nhiều nha, anh Hải đã ủng hộ dùng chim bên mình. Và một lần nữa cũng cảm ơn tất cả anh em, bà con, cô bác trên mọi miền đất nước nha. Anh em đã chơi dùng chim bên mình. Rất là cảm ơn anh em. Mười phút mấy. Rồi thôi bắt anh em, để mình quay nó dài quá anh em xem sợ nó cũng chán. Rồi bắt anh em. Chim này nó chơi hổn thật. Rồi bắt nha nè.
quýnh ầm mạnh trong. Hoàng ở trên bến xe miền Tây đi giao dùm nha anh em.